Một loại xe mới đang xuất hiện ở thành phố Kudasa, trông có vẻ giống như xe chạy trong sân golf, nhưng chiếc xe này là do doanh nhân Ai Cập Saed El Feki sáng chế ra. Anh nghĩ ra loại xe mới này khi nhận thấy đồng tiền Ai Cập bị phá giá, khiến cho việc nhập khẩu xe túc túc ba bánh trở nên rất tốn kém. Anh Ahmed Saed El Feki muốn chiếc xe mới được sử dụng cho nhiều mục đích hơn, chứ không chỉ chạy trong những phố nhỏ như xe túc túc. Sáng chế của anh giúp cho nhiều người tiết kiệm được khá tiền, khi chỉ có giá khoảng 1.900 đô la Mỹ so với xe túc túc nhập khẩu giá 2.130 đô la Mỹ. Nhưng giá rẻ không phải là lợi thế duy nhất của loại xe nội địa này. Công suất của nó là 300 phân khối, mạnh hơn xe túc túc vốn chỉ 175 phân khối nên chở được nhiều khách hơn. Chúng tôi làm thủ công nên chỉ sản xuất được 60-70 chiếc một tháng. Giờ thì đơn hàng đã vượt quá khả năng của chúng tôi, nên chúng tôi đang tìm cách chuyển sang sản xuất tự động. Chúng tôi cũng đã nhận được đơn hàng từ các nước ở châu Phi với lượng hàng lên đến 1.000 chiếc một tháng. Có nghĩa là chúng tôi không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn mang ngoại tệ về cho đất nước, nếu chúng tôi được nhà nước hỗ trợ để tăng năng lực sản xuất. Cho tới thời điểm này, toàn bộ vốn sản xuất đều do anh El Faki và cộng sự bỏ ra. Anh cho biết anh đã nhận được cả lời mời chuyển sản xuất ra nước ngoài, nhưng anh không đồng ý. Dự án này sẽ tạo cơ hội việc làm cho người Ai Cập. Chúng tôi thành công thì sẽ tạo thêm việc làm và tạo ra giá trị thặng dư. Từ đó chúng tôi có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Tôi đã được mời sang Mozambique lập nhà máy rồi sản xuất trở về Ai Cập, nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn khi nghĩ ra dự án này. Mới đây, anh El Faki đã đạt được thỏa thuận với chính phủ về việc sản xuất phụ tùng tại các nhà máy do quân đội quản lý. Anh El Faki đã nghĩ tới việc sản xuất đại trà loại xe này để có thể cạnh tranh thực sự trên thị trường xe hơi.